Sao anh cá mập? Anh cá mập ở dưới nước mà sao anh cá mập lên đây vậy? Anh cá mập, sao anh cá mập lên trên bờ vậy? Hả? Anh cá mập lên đây vậy? Còn hai anh heo nữa, ở trong chuồng sao tự nhiên ra ngoài này vậy? Hả? Còn hai anh khủng long và anh tê giác sao ở trong rừng mà tự nhiên anh lên đây vậy? Hả? Còn anh chó nữa, anh lên đây làm cái gì? À, thì ra là muốn giới thiệu chung hả? À, muốn cho các bạn xem đúng không? Tại vì sao? Tại vì các bạn, tại vì cái sản phẩm này nó nhiều quá các bạn. Các bạn phẩm này nhiều quá, mình muốn kết hợp lại một cái video để cho các bạn xem chung một cái video để tiết kiệm thời gian cho các bạn nha. Rồi, bây giờ sao? Anh nào giới thiệu trước? Thank you.